biết nè, nó bù lại cái chỗ này nè. Trộn cá đó nó bị mù mắt rồi, cá nó bị con khác đâm mút nó cái dạng đó, đó cái dạng đó. Cái dạng nó mù mắt rồi, con cá dạng mù mắt nhiều quá. Nè, ngóc cái mặt lên. Quẹo mặt lên. Mấy con cá vàng đâu hết rồi, cá đen nè. Cá vàng nó bò, cá vàng bự kìa. Qua bên đó hồi nãy thả nhiều quá. Sợ rồi. Cái mặt qua chụp hình đây. Ba bà ở trong nhà đó. Bữa cái nhà ở trong nhà đó. Chồng mai thì mai đâu có chồng. Rồi con Diễm thì chồng đi bằng hồ đi 10 bữa nữa tháng việc là